làm gì vậy? Để tôi. Trời đất, anh có bao giờ làm mấy cái chuyện này đâu. Thôi thôi, đưa đây cho tôi. Má tôi nói á, tôi là chồng phải phụ nương gánh giấy việc nhà chứ. Bữa nay thừa nhận là chồng tôi rồi hả? Thôi 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 thôi, đưa đây cho tôi. Anh mà rửa chừng ba bữa là không còn cái chén cơm luôn á. Để đó, tôi mừng cho. Từ trước tới giờ cha má chịu tôi quá, tôi không biết mừng gì hết trơn á. Giờ tới nương nữa, riết á, tôi thành thằng vô dụng nữa. Anh vui nay lão vậy? Bộ lên Sài Gòn anh hít phải không khí gì hả? Sao tự nhiên nay nói chuyện lão quắc à? Cái này ở trong phim người ta gọi là sang chấn gì đó. Nương thấy rồi đó, cha tôi á đâu giờ tin tôi gì đâu. Ổng nói tôi á ra đường sợ xa ngã nên ổng nhốt tôi miết ở nhà tới lúc ổng mất luôn. Mà hôm qua đi xa được một lần tôi cũng mở mang con mắt được chút chút. Bộ ở trên Sài Gòn có gì đặc biệt hả anh Dương? Chào chị Ngọc, tôi gửi lại chị số tiền bữa qua chị đưa cho tôi. Hồi hôm á, tôi chỉ muốn chị xin lỗi tôi một tiếng á, chứ không có ý lừa gạt gì tiền của chị đâu. Chị cầm lấy số tiền này á, và nhớ lần sau đừng có đưa tiền kiểu vậy nữa. Người ta cầm tiền của chị á, mà trong lòng người ta buồn lắm đó. Ký tên Vui. Tại cha tôi tên Sầu, ông muốn đời tôi bớt sầu á, nên đặt tên tôi là Vui. Còn tôi á, thì muốn ai gặp tôi cũng thấy vui hết. Hy vọng á, là chị Vui. Hồi trước á, tôi chưa lấy vợ, người ta kêu á mà tôi ăn bám cha má. Tới lúc lấy nương rồi á, người ta nói tôi là bám đích vợ. Ở đây tôi mừng cái gì cũng không nên, mừng chồng á càng tệ. Bây giờ tôi ước, tôi muốn tới một cái nơi mà không ai biết tôi, rồi tôi sẽ mừng lại từ đầu. Quyết tâm làm việc tốt để cho người ta thấy cái thằng Vui đâu có tệ như vậy. Anh đang làm công trình ở Bangkok. Bên này nắng nóng quá, tự nhiên nhớ tới biển và nhớ em. Anh ngồi đây, thay vì vẽ ra một bản thiết kế cho khách thì lại vẽ một diễn cảnh tươi đẹp tại một bãi biển thơ mộng, được nằm bên em, bên bãi cát trắng, quên hết mọi sự đời. Hy vọng em sẽ cùng anh hoàn thiện bản thiết kế chưa hoàn hảo này. Sến thấy ớn luôn. Làm gì mà nhìn em dữ vậy? Em nói làm như em có mắt sau lưng vậy. Em có tới ba con mắt lận đó. Trong đó có một con mắt chỉ để nhìn anh thôi. Bởi vậy anh mà làm cái gì là em biết hết. Em thấy không? Từ lúc em về tới giờ anh có đi công trình gì đâu. Anh cũng có muốn xa em đâu. Mà có hẹn hò ai cũng khó nữa. Đâu có cần phải làm như vậy đâu. Mà anh nói em mới để ý, mấy bữa nay anh không có đi làm. Anh từ chối hết tất cả dự án trong 2 tháng này. Ngày hôm qua có một đối tác gọi cho anh mà anh cũng từ chối luôn rồi. Em đã nói là không cần phải làm như vậy, em có thể tự lo cho bản thân mình được. Anh thấy không? Một mình em vẫn có thể đi ra đi vô căn nhà này mà. Em à, anh biết à, là bà xã của anh muốn làm người hữu ích.
Nhưng mà anh không muốn phí phạm thời gian, anh muốn ở bên em thật là nhiều. Đàn ông mà suốt ngày chỉ quanh quẩn ở bên cạnh vợ là sẽ có ngày chán vợ đó. Chừng nào chán thì tính đi, còn bây giờ thì chưa chán. Anh vô trong nhà lấy giùm em cái phong bì trên bàn. Ừ. Mai, cái gì được không? Hey, thích không? Đẹp. Ê, còn hai bộ nữa. Hai bộ này nữa nè. Ừ. Ta định lấy hết luôn á. Hả? Mày định lấy hết luôn hả? Đợi nha. Cái gì vậy em? Anh mở ra coi đi. Hôm qua em có nghe anh nói chuyện với đối tác. Có vẻ như là anh rất hào hứng với dự án này, nhưng anh lại từ chối. Thật sự là anh không muốn đi. Em biết là anh lúc nào cũng muốn ở bên cạnh em, nhưng mà em không muốn như vậy. Đàn ông nếu như làm chủ được chính mình thì mới hạnh phúc được. Mà em thì không bao giờ muốn cướp đi hạnh phúc của người đàn ông ở bên cạnh mình. Em, hay là em đi với anh? Em không đi đâu. Em còn phải ở nhà trông coi nhà cửa nữa. Anh thấy mình là một người đàn ông thật sự rất may mắn. Nịnh quá à. Không có giống anh chút xíu nào hết. Em biết không, từ lúc mà em về á, anh cảm thấy tình cảm của mình chất chứa lên rất nhiều. Nè, tao nói trước á, là đồ của mày tao không mặc vừa đâu nha. Đừng có nghĩ là mua dư rồi quăng qua cho tao. Thì mang đi sơ cua thôi, đâu phải cái nào đem đi á cũng mặc hết đâu. Tới lúc đó còn tùy vào tâm trạng và hoàn cảnh để mình lựa đồ mặc nữa chứ. À, còn tùy vào mắt người nhìn nữa chứ gì. Mình mặc á là cho mình đẹp, không có cho ai nhìn hết, ok? Thôi cô ơi, cô biết tính cô quá còn gì. Bình thường á, đàn ông trong mắt mày đâu có nghĩa lý gì đâu. Vậy mà bây giờ nha, miệng lúc nào cũng tía lia, mặt mũi thì hớn hở, đồ thì mua thả ra. Nè, lấy gương coi lại đi, mặt lúc nào cũng ửng hồng, mặc dù mày không đánh má hồng. Cái quỷ này. Bạn thân chỉ được cái hiểu nhau thôi ha. Nhưng mà mày biết tính tao rồi đó, tao mau chán lắm. Bây giờ tranh thủ mình chưa chán thì nhiệt tình chút. Kể ra anh chàng này cũng khá đặc biệt ha. Có khi nào đây sẽ là người khiến Diệu Ngọc của chúng ta thay đổi quyết định muốn kết hôn không ta? Ừ, còn lâu đó. Mà cái thằng cha này cũng đặc biệt thiệt. Không có giống mấy thằng cha khác, lúc nào cũng quỳ lị tao. Nhưng mà cũng đủ lạnh lùng với lại bí ẩn để cho tao muốn khám phá. Ê, mà thằng Chả giống như siêu anh hùng gì đó, luôn xuất hiện đúng lúc. Ờ, siêu anh hùng rồi dẫn mày đi tới lúc quên nó về luôn nha. Mà nè, khoan chuyện đây, ghiền luôn cái vụ kia được phải không? Cái con này, mày làm như ai cũng dâm dâm cô nương như mày vậy đó. Chuyện tới đâu á thì tao chưa biết, nhưng mà chắc chắn một điều là hôn nhân và cái tờ giấy đó là tao không thích. Làm như con gái trên đời này ai cũng như mày thì chắc là đàn ông sướng quá rồi còn gì. Thích thì yêu, chả có trách nhiệm gì, chỉ cần biết vui trong cái khoảnh khắc yêu là được. Tao nghĩ nên như vậy đó. Tình yêu á mà dựa trên trách nhiệm và ràng buộc á thì đó không phải là tình yêu nữa rồi. Đối với tao á, đó là một loại đạo đức giả tạo ha. Thôi mày nói làm sao chứ, tao là tao không có thích cái kiểu yêu phóng khoáng của mày rồi đó. Làm như vậy chỉ có phụ nữ mình thiệt thòi thôi à. Thiệt thòi. Cuộc đời của tao ghét nhất là hai chữ thiệt thòi đó. Hai chữ đó chỉ dành cho mấy người mà thích làm nạn nhân thôi. Còn tao độc lập, tự do, tự chủ ha. Trong từ điển của tao không bao giờ có hai cái chữ đó, ok? Ủa? Mà sao tự nhiên tao với mày giống như hai bà già ngồi tư vấn tâm lý cho nhau vậy? Chốt lại, mình thích thì mình yêu thôi. Cứ yêu đi gì cuộc đời cho phép mà. Muốn lẹ thì còn đi mua đồ của tao kìa.